Mẹ về quê rồi hả anh? Ừ. Anh nhờ ông chú ở quê giữ chân mẹ lại. Chứ mẹ ở lại đây sẽ phức tạp hơn. Khi nào ổn định, anh đón mẹ ra sau. Bà có vẻ không thích em, mà chỉ thương mỗi cô con dâu Ngân Hà thôi. Đừng suy nghĩ như vậy. Chỉ là mẹ chưa thôi chứ không phải là không. Mẹ thích Khôn mà. Từ từ mẹ sẽ quen. Mọi việc cũng coi như là đã gần xong.